Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, hầu hết ai trong chúng ta cũng đều mong có cơ hội trúng số đổi đời. Và dưới đây là hai con giáp cực kỳ may mắn trong năm 2023 Quý Mão được lộc trời cho, giàu sang phú quý, dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị, để xét xem một người có may mắn trong chuyện tiền bạc hay không, khi xét về lá số bát tự, người ta xét đến tài vận của người đó. Trong tài vận có hai thứ quyết định sự giàu sang phú quý của một người là chính tài và thiên tài. Chính tài là tiền tài mình làm ra dựa trên chính sức lao động của mình. Thiên tài là tài vận, là may mắn từ trên trời rơi xuống, không xác định được. Người có vận thiên tài tốt thì thường hay được những khoản tiền bất ngờ, như được thưởng nóng này, bạn bè cho tiền, bốc thăm trúng thưởng và một số người còn có cơ hội trúng số đổi đời. Vậy dựa vào thiên tài ta cũng xét xem trong năm 2023 Quý Mão, những con giáp này dễ có cơ hội trúng số đổi đời. Căn cứ vào thiên can và địa chi của năm 2023 với thiên can ẩn tàng của 12 con giáp, năm 2023 là năm Quý Mão, Quý gặp Đinh và thiên tài. Vậy là trong năm 2023, con giáp may mắn đầu tiên có cơ hội trúng số đổi đời là những gia chủ tuổi Tuất. Tuổi Tuất có ẩn tàng 3 thiên can là Mậu, Đinh và Tân. Quý gặp Mậu là chính quan, Quý gặp Đinh là thiên tài, Quý gặp Tân là thiên ấn. Hơn nữa là trong năm 2023 Quý Mão, người tuổi Tuất lại được cục diện lục hợp với Thái Tuế. Vậy nên vận may càng được nhân lên gấp nhiều lần. Và đây là con giáp may mắn đầu tiên có cơ hội trúng số đổi đời bởi chính các lý do sau. Chúng ta hãy cùng xét vận trình của người tuổi Tuất để làm rõ hơn về vấn đề này. Tử vi tuổi Tuất 2023 ghi nhận những bước tiến rõ rệt trên con đường tài lộc. Bạn thoát khỏi tình hình khó khăn trước đó, khiến túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh, thường không phải lo đến chuyện chi tiêu. Người làm ăn thì tìm được chỗ đứng trên thị trường nên số lượng khách hàng, đối tác muốn hợp tác với bạn ngày một gia tăng một cách ổn định. Bạn biết phát huy thế mạnh của bản thân nên không còn quá sợ hãi trước những chiêu trò chơi xấu của đối thủ. Thậm chí càng là khi khó khăn, bạn lại càng có quyết tâm vươn lên khẳng định mình. Tình hình tài chính tăng tiến rõ rệt khiến bạn ngày càng tin tưởng hơn vào định hướng của bản thân mình. Người trẻ tuổi nếu đã lên kế hoạch khởi nghiệp thì cũng có thể xem xét bắt đầu ngay trong năm nay. Quan trọng là bạn cần phải vạch rõ các bước và mục tiêu của mình. Có như vậy thì khi gặp khó khăn cũng sẽ không đánh mất định hướng. Quá trình thực hiện tất nhiên là không tránh khỏi khó khăn, song xung quanh bạn luôn có người sẵn sàng giúp đỡ. Khi mọi việc dần dần vào guồng, bạn cũng sẽ bắt đầu thu lãi. Với người làm công ăn lương thì những thành tích nổi trội trong công việc giúp bạn có được một khoản tiền lương, tiền thưởng kha khá. Cấp trên chắc chắn rất hào phóng với những nhân viên tốt, cống hiến nhiều cho tập thể như bạn. Có điều là dù túi tiền có rủng rỉnh đến mấy thì bạn cũng cần chú ý trong chuyện chi tiêu. Tiểu hao cho thấy nếu bạn tiêu tiền không biết tiết chế, thích gì mua nấy, chạy theo xu thế thì chẳng mấy chốc bạn cũng sẽ tiêu sạch những gì mình có trong tay. Muốn phát triển bền vững, bên cạnh việc cố gắng làm ăn, bạn cũng cần chú ý đến lĩnh vực đầu tư hợp lý và tiết kiệm. Con đường công danh sự nghiệp của người tuổi Tuất hanh thông, bạn bắt tay vào công việc gì cũng thuận lợi và cũng được người giúp đỡ. Vì thế, nếu đã có kế hoạch thực hiện việc gì thì nên tranh thủ bắt đầu ngay trong năm nay để không bỏ lỡ thời cơ tốt. Năm 2023 này, bản mệnh có nhiều cơ hội gặp gỡ những người bạn bè, đồng nghiệp tốt. Dù vừa bước chân vào một môi trường mới cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ, không bị bỡ ngỡ hay là bơ vơ. Những người giàu kinh nghiệm sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời khuyên hữu ích để bạn có thể vượt qua khó khăn. Và hãy luôn giữ tinh thần cầu tiến, lắng nghe, học hỏi mọi người, rồi bạn sẽ có những bước tiến rất nhanh chóng. Nếu khẳng định được bản thân, cấp trên và quý nhân cũng không ngại dành tặng cho bạn những cơ hội để vươn lên một vị trí xứng đáng hơn. Quan trọng là bạn cần dũng cảm, nắm bắt thời cơ, dám thách thức giới hạn của mình và đừng chần chừ, do dự, kẻo cơ hội sẽ trôi qua một cách đáng tiếc. Với người ở vị thế lãnh đạo, bạn cũng nhận được sự tin tưởng của cấp dưới và có khả năng lãnh đạo tập thể, gặt hái thành công. Tuy nhiên, dù gặt hái được thành tích rực rỡ thế nào đi nữa, bạn cũng trở nên kiêu căng, ngạo mạn, coi thường người khác. Khi người khác có ý kiến đóng góp, bạn nên chăm chú lắng nghe, luôn chịu khó thay đổi góc độ nhìn nhận vấn đề, học hỏi những kiến thức mới để hoàn thiện bản thân hơn.
Và đó là con giáp may mắn để trúng số đầu tiên trong năm 2023 Quý Mão, những người tuổi Tuất. Con giáp may mắn thứ hai trong năm 2023 Quý Mão để trúng số đổi đời, đó là những người tuổi Mùi. Địa chi Mùi ẩn tàng trong mình ba thiên can là Kỷ, Ất và Đinh. Quý gặp Kỷ là thất sát, quý gặp Ất là thực thần, quý gặp Đinh là thiên tài. Do có thiên tài xuất hiện trong thiên can ẩn tàng, lại được thực thần trợ mệnh, hơn nữa lại có bộ bán tam hợp hợi Mão Mùi, vậy nên là những người tuổi Mùi là một trong những con giáp may mắn có cơ hội trúng số đổi đời trong năm 2023 Quý Mão. Bởi các lý do sau, chúng ta hãy cùng xem xét. Tử vi tuổi Mùi 2023 có nhiều điểm sáng về tài lộc, nhờ có tam hợp và thực thần chiếu mệnh mà con đường làm giàu của người tuổi Mùi trở nên cực kỳ hanh thông trong năm 2023 này. Bạn biết tận dụng điểm mạnh của mình để cạnh tranh với đối thủ, nhờ vậy mà dù phải bỏ quá nhiều công sức cũng vẫn phải giành được lợi thế, kiếm tiền về đầy túi. Người làm kinh doanh, buôn bán cũng có thể nhìn ra một hướng phát triển mới cho bản thân mình hoặc là cho cả tập thể. Tất nhiên là quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, song bản mệnh lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp, nhờ vậy mà cuối cùng thì mọi việc đều suôn sẻ. Cuối năm, khi các công việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, bạn có thể thu được một khoản lời lãi đáng mơ ước. Với người làm công ăn lương thì bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên ắt không thiếu được các khoản thưởng nóng. Cuối năm, thậm chí bạn còn có cơ hội cất nhắc lên vị trí cao hơn với mức lương xứng đáng hơn với năng lực của mình. Bản mệnh có thể coi đây là động lực để tiếp tục cống hiến trong tương lai. Nếu có ý định cải thiện cuộc sống và công việc cho phép, bạn có thể sắp xếp thời gian dành cho các nghề tay trái. Tin rằng thì với tính cách cởi mở, chân thành, bạn sẽ làm vừa lòng được khách hàng, khiến các nguồn thu, phụ nhảy vào túi đều đặn. Sự nghiệp của người tuổi Mùi có những dấu hiệu khởi sắc đáng kể ngay từ những ngày đầu năm. Bạn cần nhanh chóng tập trung vào nhiệm vụ để nhận biết được đâu là thời cơ và nắm bắt ngay lập tức. Với tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, con giáp này dễ dàng xây dựng các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè và đồng nghiệp. Thậm chí dù là người mới bước chân vào xã hội hay vừa thay đổi công việc cũng sẽ nhanh chóng hòa nhập được với tập thể và bắt kịp được với guồng quay của mọi người. Người làm lãnh đạo nhận được sự tin tưởng của cấp dưới, bạn có thể đưa ra những quyết sách đúng đắn giúp tập thể cùng phát triển. Hãy luôn học hỏi thêm các kiến thức mới cũng như tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân viên. Bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo dựng hình ảnh của bản thân. Nếu có ý định tham gia thi cử trong năm nay thì bạn cũng sẽ gặt hái được những thành tích đáng mừng, thậm chí làm rạng danh được dòng họ. Hãy tập trung vào mục tiêu của mình để có thể nắm thật chắc kiến thức, phát huy khả năng của mình. Tuy nhiên, có thời điểm trong năm chịu ảnh hưởng của quan phù, bản mệnh dễ vướng phải tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp. Bạn vốn là người có tài, song đừng vì thành công bước đầu mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người xung quanh. Quý vị thân mến, như vậy chúng tôi vừa chia sẻ cho quý vị hai con giáp may mắn nhất trong năm 2023 Quý Mão có cơ hội trúng số đổi đời. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số điện thoại 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn!